nhuần câu nói này: cha mẹ có thể làm gì để hy sinh cho con? Câu trả lời là họ sẽ làm tất cả. Ba năm sau, vào một ngày định mệnh, người cha vì làm việc quá sức kiếm tiền nuôi vợ và hai con, ông đã bị tai nạn giao thông và qua đời. Thôi xong rồi, hai đứa đi vô học bài đi nha. Mẹ ngoài đây dọn dẹp chút, rồi tí dẫn mẹ vô. Ta nói bữa đó lái xe không có được rồi, đi chi, giờ bỏ mình tôi nuôi hai đứa nhỏ, đàn ông chết kỳ cục. Vì đột ngột mất chồng cũng là trụ cột trong gia đình, người vợ phải cố kìm nén vượt lên trên nỗi đau để tiếp tục cuộc sống nuôi đàn con thơ. 15 năm sau, cuối cùng người con gái út cũng đã tốt nghiệp đại học. Are you okay? Ma, I'm so sorry I have
haven't been able to spend time with you lately. Are you? I'm so sorry. Không có sao với nè giỏi. Anh tí mày đâu. Mẹ mệt quá. Nè. Đưa cái này cho anh tí. Excuse me, ma'am. Wait, what are you doing? No, I can't. Where is she? She's gone. She left you this. Con trai yêu của mẹ. Mẹ biết con đã trưởng thành và có thể chăm sóc cho bé Na. Hai đứa lại cố gắng đùm bọc lẫn nhau để mẹ có thể ngậm cười nơi chính xứ. Con trai, con vẫn còn một tương lai dài phía trước. Ông bà ta ngày xưa có câu, đi một ngày đàn, học một sàng khôn, kiến thức là vô hạn con à. Mẹ hy vọng con sẽ rút ra được nhiều bài học tốt. Mẹ chúc con sẽ thành công và hạnh phúc trong cuộc sống này. I love you, my son, and I will always love you.